Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ cho biết, lực lượng Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng cơ giới hóa với quy mô cấp đại đội và nhỏ hơn trên một số trục hoạt động ở khu vực Donetsk. Qua đó, họ đạt được một số thành công, nhưng nhiều khả năng chỉ là đang thử phản ứng của Ukraine sau cuộc giao tranh ở khu vực Kharkov. Video công bố vào ngày 27 và ngày 28 tháng 5 cho thấy, quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công với xe tăng thiết giáp theo cấp trung đội tăng cường ở phía đông Chasovya. Phía đông Novopogrovsky gần Novomikhailovka ở Saromayovsky, lực lượng Moscow chỉ đạt được những bước tiến nhỏ trong các cuộc tấn công ở phía đông Novopogrovsky và Saromayovsky và không đạt được bước tiến nào được xác nhận gần Chasovya hoặc Novomikhailovka. Những ngày gần đây, quân đội Nga đã giảm tần suất tấn công và tốc độ phát triển ở phía bắc vùng Kharkov, trong khi lại đẩy mạnh tấn công theo hướng Pogrovsk-Avdivka. Giới phân tích của ISVK lưu ý, những nắm đấm thép này chỉ tập trung vào một trong bốn trục hoạt động hiện tại của Nga bị hạn chế so với các cuộc tấn công trước đó. Những trận đánh vào ngày 27 và 28 tháng 5 có thể nhằm đánh giá phản ứng của lực lượng Ukraine và có khả năng phòng thủ của họ theo hướng Donetsk. Các cuộc tấn công gần đây của Nga ở khu vực phía Bắc Kharkov có thể nhằm lợi dụng tình trạng thiếu nhân lực và trang thiết bị của Ukraine trước khi sự hỗ trợ quân sự dự kiến của phương Tây đến mặt trận qua đó lực lượng Moscow dường như nhằm mục đích kiểm tra xem có điểm yếu nào trên tiền tuyến ở khu vực Donetsk hay không. Bất chấp những thông tin không mấy tích cực về Nga do ISVK công bố, theo AIA Novosti, trên thực địa lực lượng Moscow đã xuyên thủng hàng phòng thủ nhiều km của đối phương trong cuộc tấn công vào Tonenki ở Donetsk. Chỉ huy một trung đội xung kích Nga có biệt danh là Ghost cho biết khoảng 10 km công sự của Ukraine đã bị các chiến binh thuộc nhóm trung tâm Xuân thủng trong cuộc tấn công vào Sivani và Tonenki theo hướng Abdipka. Theo Ghost, các đơn vị khác của nhóm trung tâm cũng tham gia tấn công Tonenki và Sivani theo hướng Abdipka, đồng thời do địa hình và tình hình chiến đấu ở mặt trận phía nam theo hướng này, các chiến binh phải xông vào công sự của đối phương ở các khu vực chống chảy. Ông lưu ý và nhấn mạnh lực lượng Moscow xâm nhập vào Sivanoye và phát triển tới Tonenkoye và Pervomaiskoye, tiến vào đó từ các cánh khác nhau. Đơn vị của tôi đánh trực diện, những đơn vị khác phát triển từ bên trái và bên phải. Họ đi theo hình bán nguyệt để bao vây đối phương. Tất nhiên, họ, tức là các đối thủ, sẽ đánh trả, nhưng trường hợp này là rất hiếm, phần lớn là họ bỏ chạy. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo vào ngày 28 tháng 5 của ISVK như sau. Thứ nhất, Iran được cho là tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng MDB của Nga và cung cấp hỗ trợ vũ khí sát thương cho Moscow, giúp tăng cường khả năng công nghệ và năng lực quân sự của nước này trên chiến trường Ukraine. Cả Moscow và Tehran đều bác bỏ thông tin này. Thứ hai, Bồ Đào Nha và Bỉ đã ký thỏa thuận an ninh song phương dài hạn với Ukraine vào ngày 28 tháng 5. Thứ ba, các lực lượng Ukraine gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Lipsy, trong khi quân đội Nga cũng đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Abdiivka và khu vực biên giới của vùng Donetsk và Zaporizhia. Nga đã sử dụng những quả bom lượn nặng 1,5 tấn phóng vào không phận Ukraine để tiếp tục kế hoạch giành quyền kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai của nước này, theo Tổng thống Zelensky, loại vũ khí hạng nặng có từ thời Liên Xô này đang trở thành công cụ tấn công chủ lực của quân đội Moscow trong thời điểm căng thẳng của chiến sự, khiến Ukraine phải oan mình chống đỡ những màn mưa bom xé toạc bầu trời và rội xuống từ độ cao hàng nghìn km. Nga đã tận dụng kho dự trữ từ thời Liên Xô để thổi sức sống mới cho những quả bom FAB-500 và FAB-1500. Bom lượn là phiên bản nâng cấp từ bom cầm kiểu cũ, được trang bị thêm bộ cánh và hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh GPS mới nhất. Thay vì được thả từ trên cao xuống, đôi cánh trợ lực cho phép những quả bom lượn trên không gian từ 50 tới 70 km với tốc độ cao và tiếp cận mục tiêu từ khoảng cách xa. Những quả bom này cũng mang theo chất nổ nặng tới 500 kg và có khả năng để lại những miệng hố rộng khoảng 20 m và sâu 6 m ngay khi chạm đất. Mặc dù tầm ngắm của bom lượn không thể so sánh với tên lửa hành trình, nhưng chúng lại có giá thành rẻ hơn nhiều, khoảng tầm 20.000 đến 30.000 đô la Mỹ. Điều này có thể giải quyết vấn đề tài chính cho Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn chưa nhìn thấy điểm dừng. Ông Malcolm Davis, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia cho biết, Nga đang sử dụng những vũ khí này cho hai mục đích chính, tấn công từ trên không và hỗ trợ lực lượng mặt đất. 3.200 quả bom dẫn đường đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu Ukraine chỉ trong tháng 4, ông David cho biết. Bom lượn từng giúp Nga giành được thành phố chiến lược Avdivka và có vẻ như chúng vẫn phát huy hiệu quả tại chiến trường Kharkov. Quân đội Ukraine gọi những quả bom này là siêu vũ khí, cho rằng chúng có thể quét sạch toàn bộ đường phố chỉ trong một lần tấn công. Theo giới chức Kharkov, trong cuối tuần qua, cứ 10 đến 20 phút lại có một quả bom lượn bay về phía thành phố hai quả bom lượn đã được sử dụng trong vụ tấn công vào một cửa hàng đồ kim khí tại thành phố Kharkov vào thời điểm này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bom lượn không đặc biệt phức tạp và cũng không còn xa lạ trên chiến trường, Chuyên gia vũ khí Marcus Hender từ Cơ quan Phân tích Chiến lược Australia cho biết chúng là vũ khí tiêu chuẩn mà nhiều nước đều có nguồn dự trữ riêng. Ngay cả Ukraine cũng sở hữu nhiều phiên bản bom lượn từ các đồng minh phương Tây, bao gồm bom tấn công trực diện phối hợp Zidam được Mỹ viện trợ và bom GLSDB tầm xa mới. Tuy nhiên, điều khiến bom lượn của Nga trở nên đặc biệt hiệu quả là nhờ vào vị trí phóng và chính sách sử dụng vũ khí của Mỹ áp dụng lên những lô hàng viện trợ gửi tới Ukraine thành phố Kharkov nằm cách biên giới Nga-Ukraine 40 km, nên bom lượn có thể được sử dụng mà không cần máy bay Moscow rời khỏi không phận. Theo ông Hender, nhờ sở hữu đội bay hùng hậu, quân đội Nga có thể điều khiển máy bay không người lái, ném bom từ xa mà không cần trực tiếp tham gia tại tiền tuyến ngoài ra mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với ukraine khi sử dụng vũ khí bên trong lãnh thổ nga nhằm tránh leo thang xung đột và mở màn một cuộc tấn công toàn diện vào moscow khiến quân đội kiev khó lòng triệt hạ những điểm phóng bom không thuộc địa phận nước này ông hender nói ukraine đang chiến đấu với một tay bị trói sau lưng viện nghiên cứu chiến tranh isvk cảnh báo rằng chính sách hạn chế sử dụng vũ khí của mỹ tấn công lãnh thổ nga đang làm tổn hại nghiêm trọng đến khả năng tự vệ của ukraine Kể từ ngày 10 tháng 5, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng gần biên giới và tiến dần vào thị trấn Vopchansk. Chuyên gia quân sự George Baros của ISVK cho biết Ukraine sẽ không thể bảo vệ lãnh thổ của mình nếu không ngăn chặn được mối đe dọa từ bom lợn. Trong chuyến thăm Ukraine hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận nước này đang phải đối mặt với một thời điểm đầy thử thách khi các cuộc tấn công của Nga ngày càng trở nên dữ dội quân đội Moscow đã tấn công khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine sau khi giành được thành phố Avdiivka hồi đầu năm, đồng thời giành quyền kiểm soát một số lãnh thổ ở Kharkov trong hai tuần qua. Hiện nay, một trong những phương pháp để đánh chặn bom lượn là làm suy giảm tín hiệu GPS bằng tác chiến điện tử khiến quả bom trượt mục tiêu. Tuy nhiên, điều này cũng gặp khó khăn khi năng lực tác chiến điện tử của Ukraine cũng còn hạn chế hơn nhiều so với Nga. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề nan giải này vẫn là tiêu diệt máy bay mang bom lượn trước khi chúng kịp thả bom. Nhiệm vụ này có thể được thực hiện bởi các hệ thống phòng không tầm xa như hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, hệ thống phòng không SAMPT hay máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, dự luật viện trợ quân sự trị giá 61 triệu đô la Mỹ của Mỹ và gói bổ sung trị giá 275 triệu đô la Mỹ được công bố hôm 24 tháng 5 không bao gồm hệ thống phòng không như những gì mà Tổng thống Ukraine yêu cầu. Trước đó, ông Zelensky nói rằng Kiev cần 25 hệ thống Patriot hoặc các khí tài tương đương để bảo vệ bầu trời Ukraine. Tiến sĩ Hender cho rằng kỳ tích rất khó có thể xảy đến đối với Ukraine trong bối cảnh hiện nay khi Ukraine đang thiếu các hệ thống phòng không và Mỹ vẫn chưa dỡ bỏ các hạn chế đối với quân đội Kiev về phạm vi sử dụng vũ khí. Chuyên gia Davis nói Ukraine cần phải đưa các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ lên không trung càng sớm càng tốt và có thể tấn công những địa điểm phóng bom lượn nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình trên thực địa trong vài tháng tới. Theo Bulgarian Military, quân đội Ukraine đang tìm cách tăng cường các biện pháp để bảo vệ cho xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp. Theo báo cáo từ trang tin An News: Một trong những chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine đã được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt 1. Những bức ảnh về chiếc xe tăng Abrams được cải tiến trên đã được đăng tải trên mạng xã hội Ukraine với dòng chữ Kontakt 1. Trong bức hình có thể thấy Kontakt 1 đã được lắp đặt trên các tấm giáp phía trên và phía dưới của xe tăng. Dựa trên màu sắc của các khối bảo vệ Kontakt 1, các chuyên gia cho rằng chúng có nguồn gốc từ các mẫu xe tăng của Liên Xô. Tuy nhiên, các phần nhô ra ở hai bên của thân xe tăng Abrams vẫn được giữ nguyên với hệ thống bảo vệ động năng ADAT tiêu chuẩn. Theo ANN News, quân đội Ukraine được cho là đã mất ít nhất 8 chiếc trong tổng số 31 xe tăng Abrams mà họ nhận được từ Mỹ. Ngoài ra, một số phương tiện khác cũng bị hư hại ở những mức độ khác nhau. Tuy được các binh sĩ Ukraine đánh giá là có chính xác, tính ổn định và cơ động, nhưng những chiếc xe tăng Abrams được viện trợ không có giáp uranium nghèo và khả năng bảo vệ tháp pháo cũng không đủ để chống chọi được với các loại vũ khí chống tăng của quân đội Nga. Chính vì vậy mà các binh sĩ Ukraine đã phải tìm cách để tăng khả năng sống sót cho những chiếc xe tăng của mình. Trước đó, một đoạn video về việc lắp đặt các bộ phận của bảo vệ trên một chiếc xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine cũng đã xuất hiện trên mạng. Hệ thống bảo vệ năng động của Liên Xô được gọi là Contact 1 là một loại áo giáp phản ứng nổ gọi tắt là ERA, được thiết kế để nâng cao khả năng sống sót của những phương tiện bọc thép, đặc biệt là xe tăng trước vũ khí chống tăng. Được phát triển trong chiến tranh lạnh và ra mắt lần đầu tiên vào đầu những năm 1980, kể từ đó Contact 1 trở thành một thành phần quan trọng trong hệ thống bảo vệ của xe bọc thép của Liên Xô trước đây và Nga sau này Côn trát 1 có hình dạng như một loạt hộp kim loại được gắn trên bề mặt bên ngoài của xe tăng. Mỗi hộp chứa một cấu trúc giống như bánh sandwich với hai tấm kim loại và một lớp vật liệu dễ nổ ở giữa. Vật liệu nổ thường là chất nổ dẻo đủ nhạy để phát nổ khi có tác động từ một viên đạn bay tới. Nguyên lý hoạt động của côn trát 1 dựa trên khái niệm lớp giáp phản ứng nổ, chúng được thiết kế đặc biệt để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng trước các vũ khí chống tăng. Khi bị tấn công, con trát 1 sẽ bị kích hoạt và gây ra vụ nổ để làm chệch hướng luồng xuyên của vũ khí chống tăng. Con trát một sử dụng vật liệu phản ứng nổ 4S20, loại vật liệu phản ứng nổ được đặt trong hai ngăn ở hai góc độ khác nhau nhằm tạo ra góc tương tác đạt hiệu quả tối đa với đạn chống tăng xuyên lõm. Góc tiếp xúc giữa đầu quả đạn với giáp phản ứng nổ sẽ quyết định mức độ tác động của quả đạn vào phương tiện được bảo vệ. Ở góc tiếp xúc từ 50 tới 70 độ, giáp phản ứng nổ đạt hiệu quả tối ưu trước luồng xuyên lõm của quả đạn. Từ 30 tới 45 độ, khả năng phản ứng của giáp trước luồng xuyên lõm sẽ cao thấp, giảm tới 60%. Góc tiếp xúc với luồng xuyên lõm càng bé thì hiệu quả chống luồng xuyên lõm của giáp phản ứng nổ càng thấp. Một trong những ưu điểm chính của Contact 1 là giúp tăng cường khả năng bảo vệ bổ sung mà không làm tăng đáng kể trọng lượng của xe tăng. Đây là một giải pháp hiệu quả để cải thiện khả năng sống sót của các mẫu xe tăng cũ mà không ảnh hưởng đến tính cơ động của chúng. Tuy nhiên, Côn Chát Một vẫn có những hạn chế nhất định. Mỗi viên gạch được thiết kế cho một mục đích sử dụng duy nhất, nghĩa là sau khi phát nổ, nó sẽ mất tác dụng và cần phải thay thế. Ngoài ra, nó có thể gây nguy hiểm cho các binh sĩ hoặc là những phương tiện ở gần đó khi phát nổ. Hơn nữa, lớp giam này không thể bao phủ hết toàn bộ chiếc xe. Một số vị trí của xe tăng vẫn có khả năng bị tổn thương khi bị đối phương tấn công chúng. Côn sát một chỉ có hiệu quả trước một số mối đe dọa nhất định, nó không đủ khả năng bảo vệ xe tăng trước các đầu đạn xuyên động năng hoặc đầu đạn song song. Theo nhà sản xuất, côn sát một thường giảm khả năng xuyên giáp 86% đối với đạn chống tăng ATGM loại Converse, 92% đối với lựu đạn tên lửa và 52% đối với đạn hit của xe tăng. Dù không mạnh mẽ như các dòng giáp phản ứng nổ hiện đại, nhưng Côn Thát 1 vẫn là giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ sống sót cho xe tăng Abrams trước hỏa lực của quân đội Nga. Nhà báo chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng Mỹ Tyler Rogoway nhận xét việc binh sĩ Ukraine đang tự độ chế xe tăng hiện đại của phương Tây là dấu hiệu cho thấy họ phải liên tục thích ứng chiến trường dựa trên những bài học đắt giá được đúc kết từ những thiệt hại không thể thay thế về người và khí tài. Thật thú vị khi thấy những vũ khí tiên tiến của NATO được bổ sung hệ thống phòng vệ do chính đối thủ của họ phát triển.